kỹ thuật tai ô tô xi. Một, tư thế chuẩn bị. Hai chân đứng rộng bằng vai hoặc rộng hơn vai. Hai bàn chân hơi chếch mở. Chân phải đứng cao hơn chân trái một bàn chân. Trọng tâm dồn đều vào hai chân. Tay trái nắm tay áo ngoài bên phải của đối phương. Tay phải nắm ve áo trái của đối phương. Hai tay hơi trùng và hơi thả lỏng. Hai, cách thực hiện vào đòn. Ta có thể chia thành ba bước nhỏ như sau. Bước một, làm đối phương mất trọng tâm. Hai tay dùng lực kéo đối phương mất trọng tâm và đổ về phía trước. Đồng thời cù trỏ tay phải chọc vào nách trái của đối phương, cạnh ngoài bàn tay và cẳng tay tì vào hõm vai của đối phương. Tay trái cao ngang cằm mình, cạnh ngoài bàn tay trái hướng ra ngoài, lòng bàn tay hướng xuống dưới, góc độ giữa cẳng tay và cánh tay là 90 độ. Đầu lưng hông trên một đường thẳng và quay sang trái. Đồng thời chân phải bước lên trên, chếch trái, khoảng cách mũi bàn chân phải của mình đến mũi bàn chân phải của đối phương là 15-20 cm, đầu gối hơi trùng. Bước 2, bước đệm, chân trái bước lên trên sang trái đối phương, đầu gối vào bàn chân hướng về hướng đánh, khoảng cách giữa cạnh ngoài bàn chân trái đối phương đến cạnh trong bàn chân trái của mình là 15-20 cm và đứng cao hơn chân đối phương một bàn chân, đồng thời hai tay kéo và khống chế đối phương mất trọng tâm và đổ về hướng đánh. Lúc này, trọng tâm dồn nhiều vào chân trái, đầu lưng hông trên một đường thẳng. Bước 3, xoay vào đòn. Chân phải đưa ra ngoài bên phải của đối phương và trụ bằng mũi chân. Chân trùng và hõm gối kê ở dưới đầu gối chân phải của đối phương. Trọng tâm dồn đều vào hai chân. Đồng thời xoay người, kéo tay và khống chế đối phương đổ về hướng đánh. 3. Cách thực hiện quật ngã và khống chế đối phương. Điểm phát lực từ mũi bàn chân phải, đồng thời thực hiện cùng một lúc những tổ hợp động tác sau. Bật gối kéo tay từ sau ra trước, gập người về phía trước. Kết thúc, sau khi đánh ngã đối phương ở tư thế ngã nghiêng, ta nhanh chóng thu tay phải về, ôm lấy cổ tay đối phương sao cho cạnh trong bàn tay phải của mình hướng lên trên, hai chân trùng, đầu lưng hông trên một đường thẳng, trọng tâm dồn đều vào hai chân. Tư thế chuẩn bị sai. Tư thế chân sai. Chân không thuận đứng lên trên. Tư thế chân đúng. Chân thuận đứng lên trên và cách chân sau một bàn chân. Hai chân hơi chếch mở. Tư thế tay sai. Tay phải nắm ngoài ve áo. Tư thế tay đúng. Tay trái nắm tay áo đối phương. Tay phải nắm ve áo trái đối phương. Tư thế vào đòn. Tư thế tay sai. Tay trái kéo tay áo đối phương sát thân người. Tay phải chọc vào ngực đối phương. Thân người bị nghiêng sang trái. Tư thế tay đúng. Tay trái kéo tay áo đối phương thẳng về hướng đánh. Và cao ngang ngực của mình. Bàn tay cách ngực của mình từ 15-20 cm. Cù trỏ tay phải xốc nách đối phương, chếch về hướng đánh. Tư thế chân sai. Chân trái đứng phía trước chân trái của đối phương. Hõm gối chân phải kê quá cao trên đầu gối của đối phương. Tư thế chân đúng. Chân trái đứng ra ngoài bên trái của đối phương và cao hơn chân trái của đối phương một bàn chân và thẳng về hướng đánh. Chân phải chọc ra bên ngoài bên phải của đối phương và hõm gối kê ở dưới gối chân phải của đối phương. Hai chân trùng và trọng tâm dồn đều vào hai nửa bàn chân trước. Hướng quật ngã. Hướng quật ngã sai. Từ sau, lên trên, ra trước, sang trái. Hướng quật ngã đúng. Từ sau, lên trên, ra trước, xuống dưới.